Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lốc của Hải. Nội dung trong video này thì chúng ta sẽ nói về cái cơ chế khai thác của hai dự án đó là B Network và IC Network, để từ đó chúng ta có thể nhận thấy những cái ưu điểm và nhược điểm của hai cái cơ chế khai thác của hai cái dự án này. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nói về cái mà điểm chung của hai cái dự án này về cơ chế khai thác của nó nha các bạn. Thì cả hai đều có mà cái khai thác nó là khai thác trên thiết bị di động, và sau 24 giờ thì chúng ta có thể vào bấm để mà nó tự động khai thác một lần. Rồi tiếp theo đó là cả hai đều có cái cơ chế đó là tăng và giảm tốc độ khai thác nha các bạn. Dù cách thức của hai thằng là khác nhau nhưng mà nó đều có cơ chế này. Rồi và cái mà điểm chung nữa đó là các bạn có thể mời bạn bè để mà tăng tốc độ khai thác. Nhưng Bi thì chỉ có một cấp bạn bè thôi các bạn. Còn mà IC thì nó có hai cấp bạn bè nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói đến những cái điểm khác nhau về cái cơ chế khai thác nha các bạn. Rồi, đầu tiên mặc dù thì thằng IC Network á, là 24 giờ chúng ta vào bấm để nó tự động khai thác một lần. Nhưng mà IC chỉ cần sau 12 giờ là các bạn có thể vào để mà bấm cho nó tự động khai thác. Tức là sau 12 giờ thì các bạn có thể vào bấm để mà nó kế thừa cái phiên khai thác tiếp theo nha các bạn. Chứ các bạn không cần phải chờ đến 24 giờ để mà bấm khai thác nha. Thì đây là một cái lợi thế nha các bạn. Thì chỉ mỗi một ngày các bạn có thể vào bấm hai lần thì nó sẽ khai thác đó là mãi mãi luôn. Ngày nào các bạn cũng vào bấm hai lần thì nó sẽ khai thác mãi mãi luôn, nó không có dừng lại như thằng Bi nha các bạn. Còn thằng Bi thì lại không có cái cơ chế này. Bi là đúng sau 24 giờ thì chúng ta mới được bấm nha các bạn. Và đôi khi thì chúng ta quên, hay là chúng ta vì một lý do nào đó, ví dụ như nửa đêm chúng ta không vào bấm được, thì nó sẽ bị ngắt quãng cái quá trình khai thác nha các bạn. Cho nên cái khai thác thì mình thấy thằng IC nó sẽ khai thác liên tục hơn nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là IC Network á, nếu mà các bạn bấm muộn sau 24 giờ mà các bạn không bấm á, hoặc là các bạn quên bấm á, để mà nó tự động khai thác á, thì sẽ bị trừ số IC. Và nếu mà bạn nào không bấm trong vòng 2 tháng á, tức là các bạn không khai thác nữa trong vòng 2 tháng á, thì số IC của các bạn sẽ bị trừ hết luôn nha các bạn. Còn Bi thì sau 24 giờ mà các bạn không bấm, không khai thác á, thì số Bi của các bạn vẫn còn giữ nguyên chứ không bị trừ giống như là IC nha các bạn. Mặc dù thì cả hai cùng có cái cơ chế đó là tăng tốc độ khai thác, nhưng mà cách thức là khác nhau nha các bạn. Rồi đối với cái thằng mà IC thì có một số cách để mà tăng tốc độ khai thác như sau. Đó là các bạn có thể mời bạn bè nè, gồm có hai cấp nè, đó là cấp 1 và cấp 2 nha. Và cái thứ hai mà các bạn có thể tăng tốc độ khai thác IC đó là các bạn có thể gửi status để mà tăng tốc độ nè. Các bạn gửi số lượng IC càng nhiều và các bạn gửi trong thời gian càng lâu thì tốc độ khai thác của các bạn sẽ càng cao nha. Và các bạn có thể gửi cái mà số lượng lên tới 100%, và các bạn có thể mà gửi cái thời gian lên tới 5 năm nha các bạn. Và tối đa đó là các bạn có thể gửi tăng 250% tốc độ khai thác nha các bạn. Ngoài ra thì bạn còn có thể mà nhận thêm bonus vào những cái khung giờ nhất định nếu mà các bạn online trong cái thằng đó là IC Network nha các bạn. Rồi và cái thằng B Network thì có một số cơ chế để mà tăng tốc độ khai thác như sau. Đầu tiên đó là các bạn có thể mời bạn bè, nhưng B á, nó chỉ có một cấp nha các bạn. Và hiện tại thì người dùng cũng không cần phải dùng mã mời để mà đăng ký tài khoản mới. Cho nên đây cũng là một cái yếu thế của thằng B khi mà đi mời bạn bè nha các bạn. Và tiếp theo đó là Bi nó cũng có khóa một phần số Bi lại để mà tăng tốc độ khai thác. Thì các bạn khóa thời gian càng lâu và số lượng càng nhiều thì tốc độ khai thác của các bạn sẽ càng cao. Nó cũng tương tự như thằng đó là IC Network nha các bạn. Và tiếp theo đó là người dùng Bi có thể mà sử dụng Bi Browser để mà tăng tốc độ khai thác. Thì các bạn cứ việc vào Bi Browser, các bạn có thể lướt YouTube hay là các bạn có thể xem đọc báo đọc đồ thì nó cũng sẽ tăng tốc độ khai thác của Bi Network nha các bạn. Và tiếp theo đó là người dùng Bi có thể mà chạy node để mà tăng tốc độ khai thác nha. Thì cái này thằng IC Network không có nha các bạn. Nhưng mà IC Network hiện tại thì không có chạy node, nhưng mà sau này thì có hay không thì mình vẫn chưa biết nha các bạn. Thì vì tại vì cái lộ trình của nó chưa công bố nha các bạn. Và cái thông tin chạy node thì nó cũng chưa công bố luôn. Nói chung nhìn sơ qua thì cách mà tăng tốc độ khai thác á, thì ta có thể dễ dàng nhận thấy đối với thằng Bi á, thì bạn có tiền bạn có thể mà đầu tư chạy node nha để mà kiếm nhiều Bi hơn. Còn đối với cái thằng IC ở thời điểm hiện tại thì cho dù bạn có tiền đi chăng nữa cũng không thể nào tăng tốc độ khai thác được nha các bạn. Mà IC nó tập trung vào phát triển cái số lượng thành viên, cho nên thành viên của các bạn càng nhiều càng tăng á, thì tốc độ khai thác của các bạn sẽ càng cao. Nếu tính ra thì ta có thể thấy IC sẽ tạo nên cái sự công bằng hơn. Khi mà trong cái việc khai thác, bạn lan tổ IC nhiều, bạn mời được nhiều bạn bè thì tốc độ khai thác của các bạn sẽ càng cao. Còn đối với thằng Bi á, vẫn còn phụ thuộc vào tiền nha các bạn. Bạn có nhiều tiền, bạn đầu tư chạy node thì bạn sẽ được nhiều Bi. Đây là một cái sự thật mà chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận nha các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái cơ chế mà giảm tốc độ khai thác.
Thì đối với cái thằng IC Network á, nếu như mà bạn nói thẳng ra là bạn lười đó, bạn làm biếng đó các bạn không khai thác á, thì số IC của các bạn sẽ bị trừ nha. Còn nếu mà sau 2 tháng các bạn không khai thác á, thì bạn sẽ bị trừ hết số IC luôn. Ngoài ra thì IC nó sẽ có cơ chế giảm một nửa tốc độ khai thác khi mà đạt đến một số lượng nhất định nha các bạn. Thì ví dụ như đạt 50.000 người thì nó giảm còn từ 16 giảm xuống còn 8 IC trong 1 giờ. Và tiếp theo đó là đạt 250.000 người tiên phong tích cực thì nó sẽ giảm xuống còn 4 IC trong 1 giờ. Đó, nó cứ giảm lần theo một cái bạn theo một cái sơ đồ nhất định nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là còn B-Network á, thì nó cũng có giảm tốc độ nhưng mà giảm tốc độ theo hàng tháng nha các bạn. Nói chung lúc đầu á, thì B nó cũng cho giảm tốc độ cơ chế một nửa. Ban đầu thì nó giảm từ 3.14 nè, rồi nó sẽ giảm lần nha các bạn. Nói chung nó cũng có cái cơ chế mà giảm một nửa tốc độ nha. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó không còn cơ chế giảm một nửa nữa, mà nó sẽ giảm theo số lượng người nha các bạn. Ví dụ trong tháng đó mà số lượng người tiên phong càng nhiều, số lượng người đào bi càng nhiều, số lượng bi được đào càng nhiều, thì tốc độ khai thác của nó sẽ càng giảm nha các bạn. Nhưng thằng Bi nó có một cái hay, đó là nếu mà trong tháng đó số lượng người tiên phong đào ít đi, người ta bỏ nhiều, người ta không khai thác á, thì cái tốc độ này nó có thể tăng nha các bạn. Nói chung thằng này có thể tăng hoặc là giảm tốc độ khai thác tùy theo số lượng người tiên phong cũng như là tùy theo số Bi mà chúng ta khai thác được nha các bạn. Còn thằng IC nó cũng vậy nha các bạn. Nếu mà số lượng người tiên phong đạt đến, ở đây là nó tính số lượng người tiên phong tích cực nha các bạn, đạt đến một con số nhất định, nhưng mà cái số lượng này bỏ không khai thác nữa trong vòng, ví dụ sau 7 ngày là nó cập nhật số lượng người tiên phong tích cực một lần, mà cái số lượng người này bỏ thì nó sẽ cũng sẽ giảm giảm tốc độ và thì nó sẽ giảm số lượng người và nó sẽ tăng tốc độ nha các bạn. Cho nên cả hai thằng mặc dù là có cơ chế đó là giảm tốc độ khai thác, nhưng mà khi mà số lượng người tiên phong bỏ nhiều hoặc là không khai thác nữa thì những người còn lại thì cũng sẽ được tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Rồi, và các bạn có ý kiến gì về cơ chế khai thác của B-Network và IC Network, hãy để lại một bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Mọi bình luận không lịch sự thì mình sẽ chặn các bạn hết nha. Rồi, đến thời điểm hiện tại mà bạn nào vẫn chưa khai thác B-Network cũng như là chưa tìm hiểu về dự án IC Network thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà tìm hiểu về cả hai dự án này và khai thác cả hai dự án này càng sớm càng tốt nha các bạn. Video chia sẻ của mình ở đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.